Xin chào chị Hoa và Kha. Hôm nay mình sẽ trở lại với chuyên mục Q&A. Và cái câu hỏi này là hai câu hỏi, nhưng mà nó là về cơ bản là một câu hỏi lớn thôi. Cái câu hỏi lớn là làm sao để biết trách nhiệm của mình ở đâu trong các mối quan hệ? Và câu hỏi đầu tiên trong cái vấn đề này là của bạn tên là Bé Bồ Câu. Em là một người hướng ngoại, người yêu của em lại là một người hướng nội. Mỗi lần em có vấn đề, bạn luôn hoàn thành tốt vai trò lắng nghe, chia sẻ, an ủi em. Nhưng ngược lại, mỗi lần bạn áp lực, em rất muốn có thể được giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Nhưng dường như em chưa tìm được cách để an ủi bạn trong lúc đó. Cách duy nhất cho đến bây giờ là em có thể làm là im lặng và đợi bạn ổn rồi bạn sẽ tìm đến em chia sẻ. Nhưng cách này hiệu quả chỉ đạt 50% trong các lần và em cảm thấy nó bị thụ động. Em muốn tìm cách để mình chủ động hơn, để có thể quan tâm bạn tốt hơn. Làm sao để có thể quan tâm một người hướng nội đúng cách để không làm họ cảm thấy phiền? Và câu hỏi thứ hai của bạn, bạn ENG. Một số người thân đang gặp sự suy sụp trong cuộc sống. Em rất muốn giúp họ nhưng lại là đối tượng họ không thích, thậm chí là ghét vì một số chuyện trong quá khứ rất lâu rồi. Em chỉ đơn thuần muốn thử giúp họ vượt qua cơn trầm cảm bằng vài lời hỏi thăm. Vậy mà em phát hiện ra họ phớt lờ em hoặc hoàn toàn từ ngoài đời cho đến trên mạng. Giúp họ về mặt tinh thần thì em rất muốn giúp nhưng họ không muốn em giúp. Và điều đó em rất nặng nề trong vài ngày gần đây. Em nên từ bỏ đúng không ạ? À? Thì không biết là chị Kha và chị Hoa và Kha Nghe ngắt mấy đó. Chị Hoa và Kha có cái câu trả lời nào cho hai bạn này không? Có vẻ như là chung một vấn đề là trách nhiệm của tôi ở đâu trong mối quan hệ này. Đối với em trước nha, thì đối với em á, thì đầu tiên cái trường hợp đầu tiên của bạn Bé Bồ Câu thì bạn muốn là học cách để quan tâm người hướng nội hiệu quả hơn, thì như bạn cũng chia sẻ là hiện tại là bạn im lặng thì nó đã hiệu quả được 50% rồi, nhưng mà nó còn bị động và bạn muốn chủ động hơn. Thì em nghĩ là mình có thể có một cuộc nói chuyện rõ ràng, ví dụ như là ở những lúc người yêu mình buồn thì họ muốn mình làm gì cho họ, thì mình có một cái cuộc nói chuyện rõ ràng như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì nhiều lúc mình nghĩ là điều này sẽ tốt cho họ, nhưng mà bản thân họ không nghĩ nên nó Họ không sẽ thích tốt cái cho đó họ. làm sao Đúng rồi. Còn ở trường hợp thứ hai của bạn, bạn mà ENG bị ghét, bạn bị bị ghét á, bạn bị ghét hình như là thù ghét á. Em nghĩ đơn giản thôi, tại tại nghĩa là họ ghét mình, nghĩa là họ không ưa gì mình, thì tại sao mình lại cố gắng giúp họ làm gì? Em thắc mắc cái điều đó, nghĩa là tại vì đôi khi họ đã ghét Sao mình họ rồi, không sao họ ghét mình mà còn mình còn muốn giúp họ làm chi? đã ghét mình nghĩa là họ thấy mặt mình họ càng ghét mình hơn nữa, thì mình giúp họ làm gì? Cái cách tốt nhất là mình né ra, mình không đụng gì tạm chạm gì tới họ nữa. Thì Nè. nhưng mà nếu mà mình né ra thì người ta nghĩ là mình không có thương người ta thì người ta còn ghét mình nữa. Cái này là kiểu Cái đường này nào khó cũng chết. xử quá. Cái Mà này khó em thấy cũng xử kỳ, bạn bạn này nghĩa là người ta ghét mình nhưng mà bạn này lại không không ghét họ, lại muốn giúp đỡ ngược lại họ. quá. Em thấy Tại nó cũng tại hơi hơi vì lạ. nó cũng là điều không hẳn là không hẳn là xấu đó. Nó là điều tốt. Điều tốt nhưng mà những người kia nghĩ không tốt. Sống trên đời này khó quá Khó quá. Cái làm nào cũng không được, một mình muốn cũng không nhất thiết là được. Tuy nhiên cái cách của Kha nó là một cách, có nghĩa là nếu mà người ta không muốn thì mình đừng làm, phải không? Còn một cách nữa là nó không phải, không biết là tương ứng nó có phải là cái đúng cái từ đó không, nhưng mà một 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 cái cách khác, thì mình làm những cái việc mình có thể làm và mình chỉ làm, đừng có expect, đừng có giống như kỳ là vọng. kỳ vọng là những người khác họ sẽ ứng phó với cái việc mình làm như thế nào. Có nghĩa là nếu như mà tôi muốn giúp đỡ bạn mặc dầu bạn không có thích tôi muốn giúp đỡ bạn bằng cách này cách khác, tôi vẫn có thể làm và bạn vẫn có thể từ chối, nhưng tôi làm bởi vì cái đó là cái tôi muốn cho bạn thấy tấm lòng của tôi, và bạn có thể từ chối nhưng tôi sẽ không có bị tổn thương.
cái vấn đề ở đây là cái người làm bị có cái kỳ vọng, nhận bị tạm tổn thương là tại vì kỳ vọng những người khác sẽ nhận và biết rất ơn là mình, giống như là quý hay là biết ơn mình ở cái việc mình làm. Yeah. Đối với chị Hoa, mình làm những cái việc mình làm bởi vì mình muốn và có thể làm nó, chứ không bởi vì cái kỳ vọng của mình là những người kia sẽ tha lỗi cho mình. Cho nên bạn muốn làm, bạn muốn hỏi thăm, bạn có phương tiện để hỏi thăm, để gửi bông, để làm việc này việc khác cho những người khác, bạn cứ làm. Không có ai cấm bạn có thể làm những việc tốt từ trong lòng bạn làm. Tuy nhiên đừng kỳ vọng là những người kia họ phải chấp nhận điều đó bằng cách này cách khác, hay tha lỗi cho bạn bằng cách này cách khác. Xin lỗi thì cứ xin, nhưng mà tha lỗi là cái quyền của cái người có thể có quyền nói tha lỗi hay không tha lỗi. Dạ. Và cái lòng tốt của mình nó đến từ mình thôi. Nếu như bạn cảm thấy, tại vì giống như có vẻ như bạn ENG có cảm thấy cái sự ràng buộc nào đó, không biết là Huy không biết là ràng buộc chính xác là cái gì, nhưng mà cái lòng tốt là nó đến đến từ từ tâm của mình chứ không phải là đến cái sự ràng buộc. Nó không phải đến từ bổn phận. Tại vì nếu mà mình làm nó bởi vì bổn phận thì mình sẽ có kỳ vọng và mình thấy cảm thấy như là mình làm trọn bổn phận của mình và người khác sẽ làm phải làm trọn bổn phận của họ đối với mình. Thì như vậy nó sẽ bắt đầu một cái cycle, nó gọi là transactional relationship, phải không? Đổi trác. Cho đi cho lại, đổi trác. Dạ, là một cái mối quan hệ đổi trác thay vì là một cái mối quan hệ nó thật tình, nó thật lòng. Và mình muốn tất cả những cái mối quan hệ của mình nó đến từ tấm lòng của mình, nó thật. Và mình cái người là nói áp dụng luôn cái phần đó cho cái người mà hỏi cái câu hỏi về bồ câu làm sao để giúp bạn trai mà bé bồ câu đó, là làm sao để giúp bạn trai của mình cảm thấy như là được yêu thương, feel better. Thì cũng như vậy, mình có thể làm những điều mình có thể làm. Nếu như người kia không có muốn nói chuyện trong lúc họ đang buồn bực và họ cần thời gian, thì thay vì mình cứ muốn nói chuyện với họ, đó là cái cách mình thích, thì mình cũng có thể làm cái việc khác cho họ trong lúc họ không có muốn nói chuyện với mình. Chẳng hạn như họ muốn nói chuyện với mình thì mình cũng có thể mua trà sữa cho họ uống hả? Hay là nấu cho họ một gói mì, hay là cứ đến ngồi gần họ và cứ ngồi đó thôi, hay là làm một cái gì đó. Nhưng mà nó thật ra nếu mà mình làm một cái việc gì đó cho một người khác thì mình nên suy nghĩ là cái người này họ đang cần cái gì, thay vì là mình nghĩ là mình có thể mình có thể làm cái gì tốt nhất cho cái người đó, bởi vì cái đó là cái mình muốn, phải không? Thì mặc dầu cái việc gì đi chăng nữa thì họ không phải nói chuyện là cho tất cả mọi người. Bởi vì đối với những người thì nói chuyện là cách để giải quyết vấn đề, đối với những người khác suy nghĩ là một cách giải quyết vấn đề, những người khác viết, những người khác ăn, những người khác làm những việc khác, tập thể thao chẳng hạn, để suy nghĩ suốt cái vấn đề của họ. Và mình nên tôn trọng cái cách của cái người đó, thay vì là mình cứ feel bad, mình cứ tự trách là làm sao để mình làm tốt hơn. Thì có thể bạn đã làm tốt rồi và không cần phải thay đổi cái cách của bạn. Và nhiều khi mình muốn mình chính là người chữa lành cái người kia, nhưng mà nó không phải là 100% như lành vậy. Lành hay không? Lành hay không? Không phải do mình, do cái người mình. Kia. Mình có thể chữa, giống như một người bác sĩ có thể bó tay một người bị gãy tay, nhưng mà lành hay không là do cái tay của người đó và cái cơ thể của người đó, không phải do, chứ không phải là chỉ do bác sĩ bó nó tốt hay xấu thôi. Nó chỉ là một phần, nhưng mà một phần lớn là do cái người đó có được chữa lành hay không, là do người đang bị tổn thương chứ không phải do mình. Và mình đừng nên nhận quá nhiều trách nhiệm, mình không phải thuộc về mình. Có vẻ bạn bé bồ câu nghe sơ sơ hình như bạn cũng đã làm rất là tốt rồi, có nghĩa là cũng đã suy nghĩ rồi. Nên giống như nãy Kha nói á, giờ thôi thì cứ hỏi thôi. Bây giờ anh thấy sao mà anh thấy thích. Rồi rồi cứ theo như vậy, và đừng có nhận quá nhiều trách nhiệm mà nó không phải của mình.